Yeah. Vào mạng gì đấy? AP2 mà, mạng này khỏe mà. Đây rồi, sửa admin này. Đây chúng ta đang vào, phải vào Metronic login đúng không? Quay lâu quá. Lâu thế. Tội gì lại bị ngu gì rồi. Rồi đây à. Tôi login vào trong, chẳng nhớ password là gì đâu. Đây tôi login vào. Không biết có login xịt thì login được. Ồ. 1 2 3 4 5 6. Sai. 1 2 3 4 5 6. Ơ. Bắt được tôi là gì? 7. Là bị kẹt đi. Vào thằng author này nhé. Rồi vào đây rồi. Hiện tại chúng ta reload lại trang này, chúng ta vẫn vẫn cứ vào được trong trang chủ đúng không? À, trang quản trị đúng không? Nhưng nếu bây giờ chúng ta tiến hành cái việc là chúng ta xóa bớt đi cái phần này đi sao? Thử nhá. Xong. Reload. Cái gì? Tức là session của chúng ta nó đang lưu ở trong file này. Được chưa? Mỗi khi chúng ta làm việc nó lại sổ ra một rổ các thứ các kiểu đường dẫn các thứ linh tinh ở trong này. Được chưa? Và khi mà chúng ta login lại thì nó sẽ tự sinh ra một cái file mới cho phiên làm việc mới. 1 2 3 4 5 6. Login vào. Đây. Các bạn thấy không? Nó sinh ra nó không phải là cái file cũ nữa đâu nhá. Nó không phải là cái file cũ, nội dung nó đã thêm rồi đấy. Ở trong này. Thì đấy nó là cái cách. Tất nhiên là cái cách đọc của nó như nào tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Bởi vì nó rất là nhiều thứ ở trong này. Mặc dù chúng ta cũng vẫn có thể đọc được. Nhưng mà cái session của chúng ta là lưu hết ở trong cái file, dạng file kia. Ngoài ra chúng ta hoàn toàn có thể xử lý bằng cách là lưu trữ ở bằng cookie này. Nếu mà tôi sửa cái này thành cookie thì sao? Thì tôi sẽ vào trong cái file này. File session này. Tôi sửa lại cái này. Đây nó là dạng file, tôi duplicate thằng này lên này, tôi comment một thằng vào. Tôi sửa ở đây thành cái chữ là cookie. Cookie. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái cookie coi. Đây trang này. Control Z lên. Chúng ta vào phần application. Vào cookie localhost. Đây nha, chúng ta đang có 1 2 3 4 5 6 6 cái đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành reload trang. Mất rồi đúng không? Viễn dẫn đang là đôi 4 6 7. 7 cái thì tức là nó đang đào ra thêm một cái nữa. Đúng nhá? Tất nhiên cái này ở chỗ khác. Nó đang đào ra thêm một cái nữa thì bây giờ tôi login vào này. Cái gì nhỉ? author@gmail.com 1 2 3 4 5 6. Login này. Các bạn vừa nhìn thấy cái gì nó thay đổi đúng không? Nó có một cái gì đấy nó thay đổi ở chỗ này, nó nhảy lên nhảy xuống gì đấy. Thì đấy là nó ghi lại cái cookie của chúng ta vào vào trong cái phần phần cookie này để authenticate. Bây giờ các bạn hoàn toàn có thể là xóa cái này. Xóa hết. Delete này. Bấm vào đây. Delete. Xóa hết đi. Thì chúng ta lại phải login lại. Thì đấy nó là cái cookie của cái session của chúng ta nó lưu trữ ở đâu thì nó sẽ xử lý kiểu như thế này. Tùy định dạng thì chúng ta sửa ở trong này. Được chưa?
Tiếp theo là đến cái việc chúng ta tương tác với session thì như thế nào. Thì tôi sẽ ví dụ ở đây vào web.php route web.php. Đây, tôi sẽ có cái route 2.2.get đây là set session. Đây là value. Đây là key. Và đây là value. Sau này chúng ta có một cái function. Tất nhiên function này tôi sẽ có cái request. $request. Nè. Được chưa? Đây chúng ta sẽ tiến hành là return dollar request trở đến key cộng với một cái string là trừ cộng với đô la request trở đến ở đâu, cái này viết như này không phải rồi, đô la key và đô la value, đây chúng ta sẽ là key và value luôn, xong set session nhá. Copy này. Đây chúng ta có localhost sửa set session, đây là name sửa anh Văn. Name anh Văn, chúng ta thấy cái session thêm lên đây đúng không? Vừa nhảy thêm một cái vào đây này. Đúng không? Xong chưa? Thế là chúng ta lấy được dữ liệu này. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái session mới thì chúng ta làm nào. Thì ở trong cái tài liệu của chúng ta nó ghi rất là rõ ở phía dưới này. Đây là chúng ta get ra này. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn set nó, set thêm một cái key, một cái session mới thì chúng ta chỉ đơn giản như thế này mà thôi. Session key nó sẽ bằng cái biến key, value bằng biến value luôn. Không nhá? Tôi làm lại một lần nữa nhá. Xong rồi này. Được chưa? Và theo lý thuyết của chúng ta thì chúng ta nếu mà sang localhost sược 2.8000 sược get session sược name này chẳng hạn thì tôi sẽ có một cái URL như sau. URL đây là get session. Tôi nhận mỗi cái biến key thôi và tôi yêu cầu là tôi nhập key vào thì ông phải trả cho tôi cái value. Lúc nãy tôi tạo ra, đúng không? Như bình thường chúng ta không thể nào làm được cái việc này. Đây ví dụ như lấy key này thì chúng ta sẽ return ra cái ở phía trên này. Request trở đến session trở đến get key. Wow, bắt buộc phải ăn theo request à? Session. Đây rồi. Thì tôi sẽ lấy ra return ra cái session đóng mở ngoặc dollar key như thế này. Theo lý thuyết là chúng ta sẽ không lấy được ra cái này bởi vì cái session nó không có. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta cố tình làm thì sao? Ủa, không có thật này. Được rồi nào. Session value key. Session key này. Name. PD ra cái dollar key. Cái name này. Chúng ta lấy ra session name là như thế nào? Chờ tôi chút nhé. DD ra cái biến session rồi name. Đây, session name là anh Văn này. Null. Tức là cái này không nhận này. Bạn chờ tôi chút nhé. Request on session get global helper. Đúng rồi mà. Sửa lại cái Laravel. Laravel set session
accessation variable. Chúng ta để xem cái này nó từ năm bao nhiêu. Từ tận năm 2015 cơ. Session set put get loạn lên này. Đây rồi. Thử cái. Put đây là name bằng value này. Sau đó lấy session session 2.a.get ra. Đây. Gì đó? Session. Session 2.2.get cái name cái dạng này đây. Đây rồi. Đây cái hàm này, hàm session put là cái hàm sẽ giúp chúng ta lấy ra tạo ra một cái session, biến session mới. Ở đây là key, đây là value. Còn cái hàm get này nó chính là cái hàm giúp chúng ta get ra cái giá trị của cái session đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng nó như sau. Return là cái session 2.a.get với cái key kia. $key. Chúng ta có như sau. Ở đây bên này tôi sẽ lấy ra là class name ở đây sẽ bằng là PHP 1706, tạo ra class name bằng PHP 1706, được chưa? Và ở bên kia tôi sẽ có localhost 2.8000 sược get session, và ở đây tôi sẽ lấy ra là cái tên là class name PHP 1706, được chưa? Thì đây là cách chúng ta tạo ra và tương tác tạo ra và lấy cái tương tác cái với cái session ở trong Laravel, dùng cái session 2.put và session 2.get để tương tác với session. Ngoài ra session nó còn có thể đi theo cái request của chúng ta nữa. Nếu mà chúng ta có cái biến là biến request ở ngoài này thì chúng ta có thể dùng cái request để set session. Thì có rất nhiều cách. Đấy như nhỉ? Đấy là về session. Ngoài ra chúng ta sẽ tìm hiểu nốt với phần cookie. Quên. Đây chúng ta còn nhiều cái nữa. Global session này. Đây, chúng ta thử lấy ra cái own nhá, lấy ra tất cả session ở trong project của mình để tôi thử xem. DD session 2.2.own. Có không nhỉ? Session này push class push generation. Đây là session own. Để lấy hết ra thì chúng ta có thể là xử lý như sau. Token có này, URL có này, reverse có này, class name có này. Bây giờ tôi tạo ra thêm một cái nữa. Ở đây tạo ra một cái nữa tên là name bằng thiện th, tạo ra mới. Thì ở đây chúng ta có thể lấy nó ra. Được chưa? Đấy là về session. Ở trong Laravel chúng ta còn khá là nhiều hàm khác nhau. Ví dụ như kiểu là chúng ta, đây là cái hàm session 2.2.own thì lấy ra bằng cái này. Tiếp theo là hash. Thì chúng ta có thể là dùng để kiểm tra xem là cái một cái session nào đấy có tồn tại hay không. Ví dụ tôi có thể kiểm tra là hash xem có cái name không. Thì ở đây nó sẽ trả cho chúng ta là kết quả là true false. Được chưa? Nếu mà tôi để đây là name một cái thì nó sẽ ra false, là cái session này không tồn tại. Bây giờ đây là tương tác với session. Còn ngoài ra các bạn đọc ở dưới sẽ còn nhiều nữa, exist này, store data này, rồi thì delete một cái session, và còn có một cái flush session nữa. Cái này khá là hay và các bạn nên nhớ để tận dụng nó. Các bạn còn nhớ cái đoạn trước của tôi khi mà login không? Khi mà login, nếu mà login fail. Khi login fail, được chưa? Thì nó sẽ trả về cái màn hình login cùng với một cái message, đúng chưa? Nhưng mà nếu mà chúng ta ngay lập tức chúng ta reload lại cái, ngay lập tức chúng ta reload lại cái trang login đấy, thì nó gì đó?
thì nó sẽ không còn cái exit nữa, đúng không? Đây, chúng thử nhé. Đó lúc out rồi các bạn coi này. CP login đúng không? Được chưa? Tôi login fail. Các bạn nhìn thấy sai mật khẩu tài khoản đấy đúng không? Nhưng nếu tôi reload lại trang này một lần nữa thì nó không còn. Đúng không? Nếu như bình thường nó phải tồn tại cái nếu mà đã có nó phải có tồn tại đấy luôn luôn và mãi mãi nó sẽ xuất hiện đấy. Nhưng mà bây giờ tại sao là khi mà gửi lên fail phát nó hiển thị cái tech này ở đây. Reload lại cái mất. Làm nào? Thì cái này người ta làm session nhưng mà logic nó sẽ như sau. Logic sẽ như thế này. Đầu tiên lần 1 login. Lần 1 login này thì các bạn gửi request. Gửi request lên controller đúng không? Gửi request lên controller. Controller này sẽ compare với DB và DB trả về fail. Thì thằng controller này cũng lại redirect, đây là tiến hành redirect về trang login này, được chưa? Và kèm vào cái redirect này nó sẽ gửi kèm theo một cái class session cho cái trang này, đơn giản vậy thôi. Và cái gì gọi là cái class session? Cái class session của chúng ta nó cũng là một cái biến và nó tồn tại ở cái màn hình này đúng không? Nhưng mà cái class session nó khác với cái session khác ở chỗ đó là cái thứ mà người ta gọi là class session này nó là session tồn tại trên một request mà thôi, chỉ tồn tại trên một request mà thôi. Sang đến cái request thứ hai thì nó không còn tồn tại nữa, cho nên chúng ta không thể hiển thị nó lỗi ra được. Được chưa? Thì đấy các bạn gọi là cái khái niệm class session. Thì ví dụ như ở đây của chúng ta cũng vậy này. Ví dụ như ở đây của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể xử lý như sau. Đây. Ví dụ như tôi sẽ có round 2.2.get flash ls đúng không? Tôi tạo ra đây, tôi nhận thêm cái biến là key và value. Value ở đây function $key và $value như thế này. Thì khi mà vào đây tôi sẽ tiến hành là session flash 2.2.flash với key và value luôn. Với key và value luôn. Sau đó tôi tiến hành là redirect về một cái round khác, round 2.2.get get flash session function. Ở đây tôi sẽ tiến hành là echo ra cái session 2.2.get cái ví dụ tôi để đây là cái thiện th đi, cái session là thiện th đi. Được chưa? Bây giờ chúng ta thử coi nhá. Ví dụ tôi tạo ra cái này là đây, cái session key nó là thiện th luôn. Key nó sẽ là thiện th luôn, chúng ta không nhận key nữa. Nó chỉ có value thôi. Redirect và tôi đặt cho thằng này một cái tên. Name bằng get flash redirect về cái thằng này. Get flash. Xong. Đây chúng ta thử xem. Có localhost sược flash sược một đoạn text. Ví dụ như kiểu PHP 1706 T3H chẳng hạn. Enter xuống. Cái gì vậy? Get flash session not found à? Sao not found ta? Thôi thì bê cái này lên trên đi. Bê hết cái mớ này lên trên.
đúng không? Chúng ta phải bê lên trên của thằng kia, của slug UIL dí này dưới cùng. Đây tôi làm lại nhá. Flash session này. Sửa. Đây. Nó sẽ đẩy sang PHP 1706 TBH đúng không? Giống như lúc nãy đúng không? Nhưng bây giờ nếu mà tôi reload lại, biến mất rồi. Đúng không? Tức là cái session này nó không còn tồn tại. Đến phiên làm việc ngay sau nữa là bay mất rồi. Thấy chưa? Chúng ta thử lại. Chúng ta để ý cái đoạn dưới này nhé. Để ý cái đoạn dưới. Nó sẽ thay đổi đấy. Pass session. Tôi viết linh tinh ra. Được chưa? Tức là session ở đây còn tồn tại. Nhưng mà nếu mà tôi chỉ cần enter xuống một lần nữa là đứt luôn. Session đã biến mất thì chúng ta không thể lấy nó ra được nữa. Thì đấy có nghĩa là gọi là flat session. Cái flat session này nó rất là tiện lợi khi mà chúng ta làm những công việc, ví dụ như kiểu dạng là chúng ta tiến hành là tạo một cái bài viết mới chẳng hạn. Đúng nhá. Thì ở trên server ấy thường thường là chúng ta sẽ tạo thành công hoặc là tạo thất bại, đúng không? Nó một lý do gì đấy thành công hoặc thất bại, thì chúng ta cả hai cái action này chúng ta đều redirect về trang danh sách danh mục. Hoặc nếu mà ở đâu nếu mà thành công thì chúng ta redirect về danh sách danh mục. Nhưng mà nếu mà thành công thì chúng ta sẽ, các bạn để ý, nó thường thường nó có cái file. Cái file ở bên cạnh này nó chính là cái để tôi coi này, nó chính là cái dạng như này này. Jquery toas. Đây. Đây, ví dụ như này. Các bạn thấy không? Nó chính là cái nào kiểu này mà nó đặt ở bên này. Đây. Thấy không? Là hiển thị là tạo mới bài viết thành công sau một thời gian mất, đúng không? Thì vậy thì cái dữ liệu của phần này nó đào ở đâu ra, và tại sao khi vào danh mục ban đầu nó không có mà đến khi mà chúng ta tạo danh mục thành công xong rồi redirect về cái danh sách kia thì nó mới có ở bên này? Thì chúng ta đều sử dụng, chúng ta tốt nhất là sử dụng cái thằng flat session này để đi là nhanh nhất, được chưa? Đấy là về flat session. Ở trong Laravel phần này rất là hay. Còn gì nữa nhỉ? Hết rồi đấy. Tạm thời session cơ bản thì chỉ có thế thôi. Còn tiếp tục sang một phần nữa là cookie. Trong Laravel thì nó xử lý như thế nào? Thì cookie thì nó cũng đơn giản hơn. Đây là cookie request. Đây là tạo ra cookie này. Ở đây là lấy dữ liệu cookie này. Hoặc sử dụng cái hàm là cookie 2.get. Còn tạo ra thì đây, khi mà chúng ta trả về một cái gì đấy thì chúng ta sẽ respond cộng với cái cookie bao gồm tên cookie, giá trị cookie và số thời gian tồn tại. Còn cái hàm này đầy đủ của nó sẽ là tên, giá trị, thời gian tồn tại, path, domain và secure là có bảo mật hay không, HTTP only. Đó, thì cái này nó khá là dễ. Thì chúng ta thử xem như sao thế nào. Ví dụ tôi sẽ tiến hành tạo ra một cái URL mới. Đây là route get, đây sẽ là create cookie, sẽ là function. Chúng ta cứ nhận cái request đi. Request chúng ta sẽ return, ở đây return hai chữ là done, một chữ là done nữa. Respond, cái hàm respond này là hàm helper done chấm than, cùng với đó là cái chúng ta respond cùng với cookie thì chúng ta sẽ có là with cookie. Đây là hàm, trong thời gian này chúng ta sẽ có cái gì, tên, ví dụ đây là thiện th, đây là key, đây là value thì là php 1706. Giờ thời gian tồn tại là 5 phút, à 2 phút thôi, 1 phút cũng được. Được chưa? Thử cái nhá.
nhìn ở dưới này nha. Thấy thì TH em đần. Và đây là cái dữ liệu của chúng ta. Tất nhiên cái dữ liệu của framework nó sinh ra thì chắc chắn là nó phải mã hóa rồi, chứ không thể nào nó để nguyên ở chỗ này được. Và chúng ta chờ khoảng 1 phút sau chúng ta reload lại xem nó có còn không. Chắc nãy giờ chưa được 1 phút đâu. Tôi sẽ tạo, trong thời gian chờ đợi tôi sẽ tạo một cái hàm round hay chấm là get get cookie value function request $ request. Xong tôi sẽ lấy ra return rest, return ra cái biến request cho đến cookie, lấy ra thiện th, lấy ra giá trị của cái thằng này, tôi copy nó rồi chúng ta reload chạy. Bây giờ vẫn còn cái này đúng không, chúng ta sẽ lấy nó ra, vẫn là ra PHP 1706 đúng không, nhưng mà chờ xem là đến bao giờ nó mất cái coin này. Sau nãy giờ chưa mất nhỉ. 11:50 sao lâu vậy trời. Sao máy không mất vậy? Để tôi coi xem nó là 1 giờ hay là 1 cái gì, hay là minute à? Là 1 phút thôi chứ. Number of minutes, the cookie should be considered valid this method. Đúng rồi mà. Ồ, vẫn tồn tại này. Expire 27/12/11:50. Cái này là giờ server nó khác rồi. Cái này tôi bị giờ server khác với giờ ở máy, cho nên là nó sẽ lâu hơn. Ví dụ như bây giờ hiện tại là đang đấy, giờ mất rồi. Tôi chưa làm gì nó cũng mất rồi. Một phút của bọn này tính khác so với tôi tính. Nó đã mất rồi. Thì đây là cái cách chúng ta tạo và lấy ra cookie ở trong Laravel. Comment vào. Mình nốt phần này cả. Còn nào thắc mắc gì về phần cookie và session nhé? Với framework dùng nó rất là nhanh, các bạn code rất là nhanh. Bây giờ các bạn tạo cho tôi cái giỏ hàng. Bài tập sẽ như sau. Bài tập sẽ như sau này. Các bạn ở web.pp thôi. Các bạn sẽ sử dụng cookie nhé. Dùng cho tôi cookie. Cookie ấy sẽ sử dụng được. Đường dẫn đầu tiên là sược là list post. Đường dẫn đầu tiên là list post. Thì các bạn sẽ cho tôi một cái bảng. Cho tôi một cái bảng là như này. Thì đây gồm là ID này, post title này. Và có vậy không? Và bên này nó là cái line. Đây là ID 1, post title gì đấy. Và bên này nó có một cái hình trái tim. Được chưa? Các bạn không cần login gì cả. Đây 2 3 hình trái tim. Yêu cầu như sau. Khi mà các bạn bấm vào cái trái tim này, khi các bạn bấm vào cái trái tim này, nếu mà các bạn chưa like nó thì các bạn nó sẽ chuyển sang màu đỏ. Được chưa? Và lần sau khi các bạn reload lại cái trang này, nếu mà các bạn đã like rồi thì nó sẽ luôn luôn là màu đỏ. Được chưa? Nó giống kiểu như này này. Đây là một bài của một thằng sinh viên của tôi, nó cũng đang làm, nó cũng giống gì vậy. Đây ví dụ như trang này, nó có phần bình chọn sản phẩm. Ví dụ nhá, ở đây mức độ tin dùng cao đúng không? Tôi bấm vào đây, nó tăng lên 10 đúng không? Được chưa? Tôi reload lại. Trang này thì thực ra chỉ có một mình tôi vào thôi, hiện tại nó vẫn đang bằng 10 này. Nhưng mà nếu tôi bấm cái nữa, đang quay treo bộ máy á, treo server rồi. Tắt đi này, mở cái mới.
Dương bảo server đứt rồi nhá. Ồ. Trôn à. Đi đốt một tí mà đã sập rồi. What the fuck? Ồ gì đây? Đông Nam Media. Các bạn xem các bạn còn mạng không? Thôi xong. Mất mạng, mất mạng. Chắc là do tôi vừa đạp vào dây nào đấy. Ở đây. Thôi xong rồi. Ờ. Như shit đấy. Văn ra gọi kỹ thuật xem nào. Thằng này còn đang mải thắm cái gì cơ mà. Các bạn còn mạng không? Mạng wifi ấy. Em ơi, Quý ơi. Đúng rồi. Em vừa cắm lại rồi. Em chưa đổ. Em đổ cắm. Anh trưởng mình tưởng mình server của mình tèo. Đấy, có rồi đây. Dã man thật. Rồi đây. Đây các bạn thấy nó vẫn đang ở 10 đúng không? Tôi lốt lại nó vẫn đang ở 10 này. Đúng không? Tôi kích một cái. Còn cái kích bên này như nhau rồi mà. 9. Reload lại, tôi không kích thì nó vẫn 9. Mà tôi bấm vào đây một cái nó lên 10. Tôi reload lại bao nhiêu lần nó cũng vẫn là 10. Được chưa? Đây là ứng dụng thực tế nha. Trang này làm khoảng chục triệu. Được chưa? Thì đây, bấm vào xuống 9, bấm vào lên 10. Reload lại nó vẫn là 10. Bây giờ nếu các bạn vào, các bạn bấm vào nó cũng sẽ như vậy thôi. Nó ăn theo cookie mà. Cái này làm bằng cookie. Đây là một ứng dụng có thật. Và dùng thật. Làm đi. Đấy. Cái này nó không khác gì cái này. Giống y xì kẹt nhau. Đã đáng gì vậy? À. Biết cái trang này không? Thằng này nó sinh năm 96 hay 97 ấy. Cốt từ thứ tư đến giờ. Ừ, làm sao mà xong xong hai module thôi, xong module tin tức cái module mình chọn này thôi. Trang đấy là gì? Trang đấy là trang website quảng cáo của cái công ty Đông Nam Media và nó đang hồ đang triển khai cái vụ bình chọn doanh nghiệp Việt Nam gì yêu thích ấy. Cái đấy của Thủ tướng Chính phủ nó so với chị Thang. Thang lý cookie và sẽ sử dụng rất nhiều. Logic phần này các bạn có thể làm như sau này. Khi mà bấm online này, khi mà bấm online này, các bạn hoàn toàn có thể gửi Ajax, gửi Ajax lên server, gửi Ajax mình. Các bạn chỉ gửi duy nhất cái Ajax cũng được và bấm coi, gửi cái server cũng được, gửi Ajax mình gửi request lên được. Xong ở trên server thì sẽ trả trên cái server này bao gồm là ID của sản phẩm từ 1, 2, 3, 4, 5 gửi kèm cái ID lên. Sau đó trên server này sẽ, nó sẽ respond nào cùng với cái gì, cùng với cái cookie
Thế còn cookie này lưu cái gì? Cái cookie này các bạn để nhé, chúng ta hoàn toàn lấy được, chúng ta chỉ lưu cái là like, post, đây là cái key. Còn cái value thì có gì? Value có gì? Chúng ta đơn giản lưu string, lưu một cái string ở trong này, đó là ví dụ các bạn đã like về 1 thì 1, nếu mà like về 3 thì phải 3. Xong sau này biết được, để biết được cái nào chúng ta đã lưu, ta like rồi ấy, thì dễ lắm, chúng ta chỉ đơn giản là substring. À sau đó link, cái chuỗi này là cắt chuỗi ra để mark xem là thằng nào đã like, mà chú like thì chuyển sang bộ đoạn. Không vậy, rất dễ. À đây, cái gì? Lưu ra đây được, hoàn toàn có thể lưu ra đây được. Mà lưu ra đây thì là cái đáng làm nhất. Đúng là bạn nói là phải lưu ra đây, nhưng mà chẳng có gì để làm ra đây, bởi vì làm ra đây là phải hết sức xóa. Tất nhiên là nếu mà làm cookie này thì chúng ta hoàn toàn có thể fake được một cái như sau. Ví dụ vào cái trang vừa rồi nhé. Nếu ai biết chẳng hạn, hoàn toàn có thể fake được bằng cách bật cái cookie lên. Application này, cookie này, đây đúng không? Xóa bé đi, coi như tôi chưa vote, không nhỉ? Tôi reload lại, tôi lại bấm được lên 11. Lỗ hỏng này đi đâu? Layout được.
còn với lại cái này nó ở phần export thì để nên để nó trong cái phần layout của admin của client. Không layout được cũng chạy không phải nhắc vào cái client này.
Đấy, xong rồi. Ồ, tèo. Không bỏ online à. Amplify offset 4. Y cộng cộng. Đúng thế. Xong chưa? Cùng ngồi mình từ nãy giờ mới xong 30 phút. Gợi ý chưa này? Gợi ý trước xong rồi xem có làm được không nhá. Đây. Đầu tiên chúng ta sẽ có hàm list post này đúng không? Thì tôi hiện tại tôi đang lấy ra là 10 bài viết đầu tiên. Tôi vớ được, tôi bất biết là cái này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được chưa? Sau đó tôi có một... Các bạn tạm thời bỏ qua cái phần này tạm thời đã nhé. Phần này tạm thời chúng ta comment nó vào đã. Sau đó tôi truyền cái này ra ngoài view, check cookie, rồi compact cái post này, truyền toàn bộ cái post này ra ngoài. Phần này đến đây có hiểu không? Không có vấn đề gì cả đúng không?
Ra ngoài này thì tôi extend cái layout massive, xong rồi tôi sẽ tiến hành tôi tạo ra một cái table. Đây tôi viết class table. Table. Rồi, chúng ta có ID, title và một cái th để trống. Và ở đây for x thì chúng ta sẽ có cái element ID, element title và một cái fa hết đúng không? Nó như thế này. Được chưa? Này xong, đến đây thì không vấn đề gì đúng không? Và kể cả cái việc là tôi line cursor pointer và line hover red thì nó không phải là vấn đề với các bạn. Đúng chưa? Rồi, ok tiếp tục. Tôi sẽ có cái thẻ chứa cái hết ấy, là tôi để là span class là line và có cái thuộc tính post ID bằng element trở đến ID. Cái này không vấn đề gì đúng không? Đây, nó sẽ ra cái này. Inspect lại. Đây, thẻ line có post ID là 1 này. Ở dưới thì có thẻ line có post ID bằng 2 thôi, nó tương đương với cái ID. Được chưa? Cái này không vấn đề gì cả. Tiếp theo tôi viết JS. Tôi sẽ có một cái section JS và ở cái massive tôi sẽ thêm một cái UJS ở dưới cùng á. Thì ở đây tôi sẽ viết cái gì? Khi mà cái thẻ nào có cái class là line được click, được chưa? Thì tôi sẽ lấy ra cái ID từ cái thuộc tính post ID của nó lấy ra ngoài. Sau đó tôi sẽ có cái URL bằng một cái route nào đó và tôi truyền cùng với cái ID ở đây lên. Cái ID ở mà tôi vừa mới lấy xong lên. Như này. Được chưa? Thì nó sẽ sinh ra cái đường dẫn, ví dụ như tôi có cái route là click route này. Đây, click the route nhận tham số là ID đúng không? Được chưa? Thì tôi đây là method dạng get, thì tôi lấy dạng get cho nó nhanh. Thì ở trong cái đường dẫn kia tôi có là route click line có ID bằng rỗng này. Và đây tôi cộng thêm một cái tham số ID vào đây là xong. Nó chẳng có cái vẹo gì cả. Được chưa? Đây là sinh ra cái đường dẫn URL thôi. Tiếp tục. Tôi sẽ tiến hành gửi một cái hàm Ajax. Tôi gửi một cái Ajax đi. Ajax này thì có URL sinh ra ở trên, method get data type json trả về dữ liệu là tôi nhận là json. Tôi có hàm succeed. Cái hàm succeed này tôi nhận một tham số truyền về. Nếu mà tham số này bằng true thì tôi sẽ sort set cho cái post ID bằng cái tham số ID ở trên, tức là cái thẻ nào có thuộc tính post ID bằng cái giá trị ID tôi lấy ở trên thì nó sẽ được add thêm một cái class là take danger. Còn nếu không, nếu mà cái này trả về fail thì tôi sẽ xóa cái class take danger của nó đi là xong. Được chưa? Logic nãy giờ là chỉ có dùng Ajax để gửi dữ liệu. Nếu mà ở trên server trả về là true thì tôi add thêm class take danger để cho trái tim nó thành màu đỏ. Còn nếu không thì tôi bỏ cái take danger đi cho trái tim trở về màu đen. Được chưa? Bây giờ mới là đến phần khó này. Khi mà chúng ta gửi được cái request lên cái đường dẫn là click line và gửi kèm cái ID lên thì nó sẽ vào đây. Đúng không? Nó vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ nhận request. Bây giờ chúng ta xử lý như sau. Đầu tiên tôi lấy ra toàn bộ cookie. Tôi lấy cookie là tôi đặt tên là like ID đúng không? Lấy hết ra. Sau đó tôi sẽ có cái kết quả trả về là hiện tại mặc định tôi cứ để là phone đã. Tính sau. Nếu cái click ID này nó rộng hoặc là nó không tồn tại thì tôi tiến hành là line ID nó sẽ bằng một cái string bằng đúng cái số mà tôi nhận được ở từ cái thằng này luôn. Được chưa? Bằng đúng cái số tôi nhận được từ cái trên URL luôn. Và tôi set cho cái result bằng true. Sau một cái. Và tôi tiến hành, nếu mà đã set bằng true rồi tôi tiến hành là return response result là bằng true đúng không? Tôi cộng với một cái cookie trả về nữa. Đặt tên cookie là like ID. Like ID bằng cái tham số cái biến like ID này nó bằng cái số đúng không? Chỉ bằng mỗi cái số thôi. Và tôi sẽ cho nó tồn tại trong 1 năm. 60 phút nhân với 24 giờ nhân 365 ngày là bằng đúng 1 năm luôn. Được chưa? Các bạn có thể check thì nó sẽ bằng là năm tận năm 2018. Đây, like ID bằng tận 2018 rồi, tháng 12 rồi. Được chưa? Bằng đúng cái số này luôn. Thế nếu trong trường hợp mà cái line ID này nó đã có giá trị rồi thì sao? Tôi sẽ lại chia ra làm hai trường hợp khác nữa, đó là nó tồn tại, cái ID truyền lên nó tồn tại ở trong cái mạng, ở trong cái list của tôi hay là nó không tồn tại. Thì để kiểm tra dễ nhất thì tôi tiến hành là set, tôi gán cái biến line ID bằng cái explode của cái line ID. Thì logic của tôi sẽ như sau. Ví dụ tôi sẽ line bài viết là 1, 3, 9 chẳng hạn.
đúng không? Thì làm sao để tôi phân biệt được cái này là 139? Tôi sẽ làm như này, một cái sin của tôi sẽ là 1/9, được chưa? Xong rồi sau đấy khi mà tôi check cái explode cái này này, explode tôi gắn được cái line id kia, nó sẽ chúng ta sẽ tiến hành sinh ra một cái mạng từ cái chuỗi này. Đây là chuỗi tôi lưu ở dưới string cookie này, bởi cookie nó chỉ lưu được string thôi, được chưa? Thì bây giờ nếu mà tôi tiến hành là xử lý nó, tôi chuyển nó ra sang là mạng, tôi dễ tìm, nên tôi chuyển thành cái mạng như này, 1.3.9, đúng nhá. Tiếp theo tôi làm gì? Tôi kiểm tra xem là nếu mà cái ID truyền lên ở trên URL trên tin nhắn mà có tồn tại ở trong cái mạng like ID này bằng cái hàm inner array, đây là phủ định của nó, thì là gì? Không tồn tại trong mạng thì sao? Thì tôi sẽ ép tiếp array push, đúng không? Tôi ép tiếp cái gì? Cái ID đấy vào trong cái mạng này. Đến lúc đấy ví dụ click 4 là ID 4 thì đến cái mạng đấy tôi sẽ mở rộng ra là thành 4. Được chưa? Sau đó tôi tiến hành là like ID nó sẽ lại là implode của chính nó, thì tương đương với cái việc tôi chuyển ngược lại cái mảng này thành cái chuỗi là 1, 3, 9 và 4, xong chưa? Và result thành true, được chưa nhỉ? Trong trường hợp cái inarray này trả về true, tức là cái ID tôi chuyển lên á mà nó có tồn tại trong cái mảng này, ví dụ tôi tích vào số 9 hoặc là tích vào số 3 đi, nếu tôi tích vào số 3 thì sao? Số 3 có tồn tại trong mảng này không? Có đúng không? Nếu nó tồn tại rồi tôi tiến hành cái xóa nó đi. Xóa đi bằng cách là tôi tiến hành là for i bằng cao, tôi dùng vòng lặp lùi, cao của line id trừ 1 giảm dần cho đến i bằng 0 thì thôi, được chưa? Tôi tiến hành nếu kiểm tra nếu line id này, tức là cái id hiện là cái số phần tử có check ngược từ đây số này, nếu số phần tử này bằng với cái request id thì tôi tiến hành array slice files, tức là xóa nó đi, đúng chưa? Xóa nó đi. Sau đó thì tôi tiến hành là like id bằng implode, cái này làm hơi thừa, này đáng lẽ là v2 thằng này xuống dưới, xuống đây là xong. Like id nó lại bằng implode của cái like kia, cái like kia để nó trở thành dạng string, và tôi tiến hành là set cái cookie like id bằng cái kia là xong. Và tất nhiên khi mà tôi xóa thì tôi sẽ gán cho nó giá trị bằng full mặc định ở đây, chứ tôi không thay đổi gì hơn cả. Xong chưa? Thử xem, các bạn thử làm xem có đúng không? Đây, cái phần quan trọng nhất là cái phần này. Quan trọng nhất là phần này không? Còn cái việc tôi tiến hành là... Đây, tôi sẽ uncomment phần trên này đi. Còn cái việc... Như sau, nếu mà tôi kích vào đây rồi, tôi kích vào đây tiếp, tôi reload đi trang, nó vẫn tồn tại ở đây, thì tại sao tôi làm được cái việc này? Bằng cách như sau, khi mà ra cái màn hình list post kia, tôi cũng lấy ra toàn, tôi lấy bình thường, thì tôi lấy tiếp ra cái cookie line ID, explode nó ra. Và tôi chạy một lượt vòng for qua các phần tử của cái post này. Nếu mà cái post nào mà có cái ID của nó tồn tại trong cái mảng line ID kia, thì tôi sẽ tiến hành set cho nó thêm một cái thuộc tính like bằng true, còn nếu không tồn tại thì bằng false, và tôi chuyển ra ngoài. Chuyển ra ngoài tôi xử lý như sau. Khi đã chuyển ra ngoài rồi thì tôi sẽ có là if cái element đang được set hiện tại mà có thuộc tính like id bằng true, thì tôi sẽ set cho nó thêm cái take danger là xong, còn cái nào không bằng true thì ra đi. Hết phim. Đấy là cái phần chúng ta sẽ tiến hành làm cái phần mảng này. Các bạn làm đi. Đấy, tôi gợi ý chỉ đến thế là gần hết rồi. Xong rồi. Làm đi xem có được không? Các bạn phải làm thì các bạn mới vỡ ra được. Cố gắng lên. Còn không làm thì chẳng tiến cũng chẳng đủ.
Nga với Yến hôm trước đứa nào gửi CV cho tôi nhỉ? Sao không thấy nhỉ? Tôi nhớ là có nhận được nhưng mà không biết là ở đâu. Đấy. Nga ngủ trắng trơn này. Gửi qua mail. Không, xem là xem nào được, người ta chỉ đưa hướng thôi chứ không xem hết gì cả. Tôi chứng minh cho các bạn cách đấy, cách làm của tôi là nó được thôi, còn các bạn phải tự mò đi.
chưa làm xong. Cái gì nữa phải của cậu Thảo ạ, tương lai cái của có tham số, tham số thì phải đưa cho con Ray. Thank you.
Làm đi. Ông ra không phải làm. Ta đi đi. Bài dễ. Dễ như thế này mà không làm được thì đừng mong gì làm. Mày làm đúng còn như thế nào? Mày đã biết mày mày cần phải làm gì chưa? Mát. Chưa. Chưa thì ngồi nghĩ ra cách cái thứ mình cần phải làm đi. Cookie. Đúng không? Đúng không? Cái attribute mà mình tạo ra sẽ đặt ở nhà. Hả? Nó tròn không nó cuốn xuyên nhau xuyên tao ngồi đến vòng vuông rồi cố lại đi bàn tao nhớ cái giá trị của cái biến ID trên kia cái biến thêm cái trên tắt đắm được bây giờ may này phải không đúng rồi tổng cộng vâng đã nhảm ý rồi như này nó mới là giá trị của biến ID cái biến này đúng không? Một khi nó viết thẳng cái ID vào nó chỉ là tách thôi hiểu chưa? Thank you.
xem nó có xét sự cố cookie chưa. Cookie đâu? Chưa có cái xét sự cố cookie line này. Cookie line của đâu? Không phải đâu. Sao nào mình đã học rồi. Để đẩy cốt lên nhá. À thôi không, phải chờ đến 8 rưỡi. Xem có tạo một cookie như nào là tài liệu ấy. Mở ra mail mà xem nó tạo cookie như nào. Có gì? Ngày làm đi. Trước. Cứ cái gì không làm được tôi ngồi ngồi làm đi. Cốt lên rồi đấy.
Không, gửi ra sắp thì còn chuyển đi đâu nữa. Đúng rồi, gửi ra sắp xong đấy. Xong ở đây thì đối chiếu với cookie, thì lấy dữ liệu cookie ra thì làm lại cookie. Không phải lên đấy. Gửi ra sắp. Hả? Network. Đấy, ví dụ bây giờ mình lên Zoom nhé. Mình Zoom nhé.
đi. Bây giờ mình đi vào đọc cái này. Cốt ra đi thì mới hiểu được, xem nào cũng hiểu thì xem nó có đấy. Ai bảo là chết, giết là mình biết là chính nó đúng không? Ai đang biết cái cô đây ở cái gì này? Cái này, ai biết gọi? Thank you.
đâu. Rồi thì không gửi thành công đâu. Bấm vào đây xem có cái gì. Bấm vào đấy. Nói cho nghe. Đây à. Thank you.
Đang ngày mùng 10. Return luôn đi tăng đai là rõ rồi chứ hả? Thế nha. Thế nha. Thế nha. Này đúng không? Thank you.
ai biết chán không có bảo mỗi cái bài đấu vần là mãi sau.